là Lê quan tâm đến chiếc bán tải như thế nào thì có thể comment cho em đi ạ. Đấy, thì tôi giới thiệu cho bác chiếc Isuzu D-Max trước anh nhá. Hôm nay ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Em chào anh Dương Văn Thuật này. Buổi trưa ngày hôm nay thì em lại lên sóng và báo giá như thường nhật các ngày trong tuần 11:30. Thì em sẽ lên sóng và báo giá nhiều dòng xe đang được chào bán bên em ạ. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào bên em Hương thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 thì để được em Lê Hương tư vấn ạ. Chào anh Dương Văn Thuật, chào anh Ngô Dũng, chào anh Bùi Văn Hòa. Hôm nay em về thêm Xpander nhé. Những bác nào ở đây đang quan tâm về 7 chỗ ngồi Xpander thì em có Xpander này. Innova cũng cập nhật liên tục và đang về thêm một chiếc xe Vios, tiếp tục là một chiếc xe Vios đời 2017-2018 này. 2015 bản E xịn có rồi thì hôm nay em về thêm 2018 nhé. Vios này, Xpander cũng mới về 7 chỗ ngồi đây. Form dáng cực đẹp, máy số ngon, động cơ trang bị chỉ có 1.5 thôi. Chào bác Nguyễn Nga, chào bác Đỗ... Chào bác Đỗ Minh đúng không ạ? Chào anh Đỗ Minh nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân vội nhóm giúp em ạ. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Nhắc máy lên và liên hệ cho em nếu như quan tâm về xe bên em. Chào bác Nguyễn Văn Phán ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Địa chỉ bên em với địa chỉ là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng sẽ nhận được những cuộc gọi thiện chí tới khách hàng nhà mình. Bây giờ thì em xin phép được mặc cái áo giữ nhiệt của mình vào, chống nóng vào để đi báo giá đây ạ. Để đi báo giá ngày hôm nay nhé. Tặng mỗi khách hàng 10 triệu đồng nếu như chốt xe ở trên buổi báo giá trực tiếp của em Hương hôm nay nhé. Quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Chào bác Phạm Thị Luyến ạ, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Chào anh Nguyễn Nhàn này. Em xin 1 phút nữa thôi, hôm nay em vào muộn hơn so với mọi hôm 15 phút rồi, cho em xin 1 phút nữa thôi. Thì em sẽ lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Từ những dòng xe i10 quốc dân giá chỉ từ 195 triệu hoặc là 168 triệu đã đem mua được i10 rồi. Vios em về thêm và đặc biệt là về thêm Xpander và Fortuner máy xăng hai cầu số tự động mà giá cũng chỉ có trên 300 thôi. Những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao giá chỉ từ trên 300 triệu là có 5 chỗ ngồi gầm cao đi rồi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên được không ạ? Và bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau nhé, để đi báo giá đây. Lắng quá. Em xin phép được quay sang cam sau nhé. Chị ơi có xe bán tải nào không ạ? Bán tải thì bên em đang sẵn là... Sao nào? 5 chiếc xe bán tải mới về chị nhé. 5 chiếc xe bán tải em Hương mới về. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bán tải thì em có Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động. Một chiếc bán tải Nissan Navara 535 triệu. Một chiếc bán tải gì nữa nhỉ? BT50 màu xanh nhá. Đây em quay luôn chị Phạm Thị Luyến này. Quan tâm bán tải nào thì em quay luôn này. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động đẹp. Em Hương đang bán với giá là bao nhiêu tiền? 535 triệu 2 cầu máy dầu số tự động đây ạ. Có bán tải này. Về thêm rất là nhiều bán tải luôn. Anh Cường ơi, lấy em cái ôm đi. Ô, nóng quá, máy nó nóng. Chào bác Đoàn Lan Anh, chào bác Nguyễn Xu. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương ạ. Bán tải đây chị nhá, chị Luyến này. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max đang sản xuất 2016, cuối tháng 12/2017. Xe một chủ sử dụng đây, tư nhân một chủ sử dụng, giá chào bán 535 triệu, máy dầu 2 cầu số tự động đẹp với nước sơn màu cam rất là đẹp luôn. Đèn bi salon đầy đủ rồi, gốc Hà Nội, các bác mua xe về không mất đến 20 triệu phí sang tên đâu, không mất 20 triệu phí chuyển đổi vùng đâu nha các bác nhé. Đèn bi salon này lên thùng cao rồi. Đây ạ, à, đây là chiếc bán tải của em này. Em còn về thêm một chiếc BT50 nữa cơ. Nắng thế mà không bật cái này lên. Chào anh Văn Khương nhé. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và lặng cướp và hội nhóm giúp em ạ. Chào bác Hoàng Dư này. Bán tải đây nhá, hôm nay em sẽ quay bán tải trước này. Trước đỏ vừa rồi là 535 triệu. Tên là Isuzu D-Max này. Không, lặng lặng ấy. Còn đi vào bên đây thì em mới về thêm một chiếc xe Isuzu, à một chiếc xe BT50.
bán tải BT50 đời 2015 nhập khẩu, số máy dầu nhá, hai cầu số tự động này. BT50 là một chủ sử dụng biển 34, máy số zin đẹp luôn. 510 triệu đồng cho chiếc xe bán tải BT50 máy dầu của em Hương, đời 2015 nhập khẩu số tự động, và em này hai cầu. Em này thì cũng lên thùng rồi các bác nhé, lên thùng rồi. Vừa mới cập bến ngày em thương thôi, xe cực đẹp, zin đẹp luôn, máy số zin, sơn zin đẹp. Cam kết là không đâm xô và không ngập nước, máy dầu hai cầu, số tự động đẹp, đời 2015 có bán tải BT50 đây ạ. Chào bác Xuân Cường, chào anh Boy Nam Vũ Văn, chào anh Minh Quân nhé. Bên đây thì còn một chiếc bán tải Nissan Navara, em này cũng là hai cầu, máy dầu số tự động, nhưng em này giá rẻ hơn này, biển Hà Nội mà, em này chỉ có 398 triệu thôi. Dưới 400 triệu mua được bán tải hai cầu máy dầu đi, là em Nissan Navara đời 2014 đấy ạ. Đăng ký lăn bánh là 2015. Bán tải của em Hương đây nhá, 398 triệu đời 2014, đăng ký lăn bánh là 2015. Chào anh Đỗ LT này, bán tải em còn một chiếc Ford Ranger 2013 nữa, hiện tại đang có 4-5 chiếc xe bán tải cơ. Nên là quan tâm mẫu nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Chào bác Gia Hân này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé, hôm nay về rất là nhiều siêu phẩm luôn. Bên đây thì em Hương có một chiếc Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi lúc sơn màu trắng đẹp, biển 34, tư nhân sử dụng, đời 2012, động cơ trang bị là 1.6, giá chào bán chỉ có 258 triệu thôi. Máy số thì ngon, sơn xi sạch đẹp. Cờ đuôi màu trắng biển 34, đời 2012, số sàn 258 triệu. Động cơ 1.6 xi nhan chân hồng, nước sơn đẹp, nội thất ghế da cao cấp luôn nhé. Chào anh Bùi Tấn, cảm ơn anh Bùi Tấn này, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, túi khí an toàn. Và em cờ đuôi này bác chủ cũ còn cẩn thận bọc hết phần táp lô táp ly kia là bằng da nhé, bằng da cao cấp đẹp luôn, nhìn rất là xịn luôn. Cờ đuôi 2012 trắng đẹp chỉ có giá là 258 triệu thôi. Ở bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Morning. Bác nào mà đang muốn đi xe số tự động mà trên 200 triệu xíu xíu thôi, thì em có một chiếc xe Kia Morning đời 2009 nhập khẩu, số tự động, biển Hà Nội, nước sơn màu bạc đẹp. Kia Morning form dáng nhỏ gọn như thế này, đi gia đình hay mua cho bà xã đi đều ok các bác này. 225 triệu đời 2009, nhập khẩu có Kia Morning đi rồi. Động cơ 1.0 và số tự động đẹp nhá. Đấy, biển Hà Nội luôn. Màn hình giải trí, ghế da cao cấp rồi, sấy sưởi ghế có luôn, cả sấy sưởi kính luôn. Inbox con cờ đuôi 34 nhé anh Minh Quân ơi. Đây, quay lại cho anh luôn. Trực tiếp chốt trên livestream của em Hương đi. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ. Cái đấy là cam kết vàng cho anh luôn. Trực tiếp trên livestream của em Hương, nếu như anh Minh Quân chốt chiếc cờ đuôi màu trắng đẹp của em Hương đây, biển 34 này, với giá 258 triệu, trực tiếp trên livestream còn 248 triệu cộng bao rút hồ sơ cho anh. Bình thường bớt 10 triệu là không bao giờ em bao hồ sơ, nhưng vì bác là khách quen của nhà em rồi, bớt trực tiếp trên livestream, bớt luôn còn 248 triệu cộng bao rút hồ sơ luôn anh nhé. Nên là anh Minh Quân ơi, thay vì trực tiếp, em tí một chút nữa xuống livestream em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh, nhưng mà để được cái giá đẹp, trực tiếp chốt trên livestream cho em. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, chủ mã đầy đủ, máy số thì ngon. Khách hàng thân quen của em không bao giờ sợ thiệt khi mua xe của em đâu ạ. Nên là anh Minh Quân bình luận chốt vào đây cho em, một chút nữa em sẽ lổ tài khoản cọc luôn, xe cam kết luôn bằng thương hiệu rồi. Cảm ơn anh Bùi Tấn nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Kia Morning 225 triệu đời 2009, nhập khẩu số tự động 1.0, biển Hà Nội, La Răng Hoa Mai xịn xò rồi, chỉ với 225 triệu thôi. Còn những anh chị nào mà mới lấy bằng hoặc là tầm kinh tế của mình chỉ có vài chục triệu thôi, thì em có một siêu phẩm Spark. Em này là một chiếc bán tải siêu mini, đăng ký 2 chỗ ngồi, có thể vừa đi gia đình nhà mình vừa chở hàng, rất là ok luôn. Spark Van 2008 giá công khai 85 triệu trên livestream ngày hôm nay. Mặc dù là xe có, nhưng để cho khách hàng nhà mình có xe đi lại che nắng che mưa, bớt luôn 10 triệu đồng. Xe cỏ bình thường chỉ bớt 2 triệu thôi, nhưng trên livestream của em Hương bán, một là lấy giao lưu, hai là để cho các bác có xe đi lại 85 triệu còn 75 triệu trực tiếp trên livestream của em Hương. Chỉ trên livestream em mới chốt những cái giá như này các bác nhé. Nên là inbox cho em hoặc là chốt luôn trên livestream cho em. Bên đây thì còn một chiếc bán tải, một chiếc xe 7 chỗ ngồi nữa đây. Một chiếc xe Innova bản G,
đời 2007, số sàn động cơ 2.0, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Em Hương đang bán là 225 triệu. Các bác nhìn sơn si sạch đẹp như thế này rồi. Vàng hơi vàng vàng cát các bác nhé, không phải bổ bạc đâu. 2007 mà chỉ có 225 triệu thôi, 7 chỗ ngồi. Không khoan đục, không taxi, các bác yên tâm đi. Dòng này em kiểm tra, em thẩm định hết rồi. Màn hình OLED xịn sò, ghế da zin, nhìn từ phần cánh cửa táp ly táp lô là biết ngay có khoan đục hay không nhá. 225 triệu có xe Innova 7 chỗ ngồi đi. Hai cầu máy dầu dưới 400 triệu có bán tải nhá. 398 triệu thôi. Chevrolet Cruze một chút nữa xuống trai live stream của em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh Minh Quân về chiếc Cruze của em Hương. Form dáng cực kỳ xinh luôn. Form dáng gọi là cực kỳ xinh luôn, máy số thì ngon. Dòng Cruze đến từ nhà Chevrolet mà. Toàn thương hiệu đình đám thôi, không phải những dòng xe tàu hay giếc gì đâu ạ. Bên đây thì dòng xe i10 quốc dân này, đây là hoàn toàn là những cô vợ quốc dân đây. Ngoan này, trắng này, ăn ít này, biết tiết kiệm này, sạch sẽ gọn gàng luôn. Một chiếc xe i10 đời 2016 nhập khẩu, giá chào bán chỉ có 268 triệu. 268 triệu cho chiếc xe i10 nhập khẩu này, đáp ứng đầy đủ điều kiện khách hàng nhà mình. Trắng, sạch sẽ, máy số ngon, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ đây. 268 triệu 2016. Bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning. Morning số sàn cũng là đời 2016, em này chỉ có giá là 215 triệu thôi. Động cơ trang bị 1.25, màu trắng đẹp, la răng nguyên bản, sơn si sạch đẹp, máy số ngon. Chào bác Huyền Phạm, chào bác Phương Loan, chào bác Lam Hường. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm này, một siêu phẩm phó giám đốc đi này. Một chiếc xe Toyota Camry, Camry đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động. Anh ơi, con Cruze đấy là số sàn anh nhé, Cruze là số sàn. Số sàn đời đấy mới có giá như vậy, đẹp như vậy anh nhé, số sàn. Đây ạ, một chiếc xe Toyota Camry đời 2009, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.0, biển 37, một chủ sử dụng. Em Hương đang bán là 415 triệu cho chiếc xe Toyota Camry của em Hương. Dòng Camry rồi, nó đã đẳng cấp thượng thừa rồi đúng không ạ? Nhìn cái logo thôi là các bác đã biết là dòng xe là như thế nào rồi. Camry 2009 nhập đài, số tự động 2.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Xin nhan trên gương, đèn bi salon, phanh ABS chống bó cứng, mâm đúc, dàn lốp rất là đẹp luôn. 415 triệu. Cảm ơn anh Thành Thông Thả này, chào bác Giang Vũ này. Em có người yêu chưa? Em vẫn độc thân anh nhé. Em vẫn độc thân toàn tập đây anh ơi. Nên là chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 biển 90 này. Chiếc i10 này là của em Hương là bản đủ nhá. i10 bản đủ. Bản đủ sẽ khác như thế nào? Bên ngoài nhìn qua sẽ thấy rằng có xi nhan trên gương này. Mút bấm một chạm thông minh trên cánh cửa này. Bên trong thì có túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi, tăng giảm âm lượng ở trên vô lăng. Chiếc xe i10 của em Hương bản đủ này giá chào bán là 255 triệu. Đời 2015 bản đủ nhá. Phía sau xe thì sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm, nước sơn màu trắng đẹp. Hai bánh trước được trang bị hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho mình. i10 bản đủ 2015 giá chào bán 255 triệu. Còn ở đây thì còn có một em siêu phẩm đây. Một xe, chiếc xe đến từ nhà Hyundai nhá. Hyundai Telecan 162 triệu, đẹp như những dòng xe G63 chưa ạ. Form dáng nhìn như G63 mà giá chỉ có 162 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động, màn hình giải trí cam đùi đầy đủ rồi. Chào anh Hoàng Minh Hiệu Họa, Nguyễn Hoàng Hiếu này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Nếu như hiện tại bây giờ khách hàng nào mà đang quan tâm về dòng xe Xpander thì em Hương về rồi. Bác nào đang quan tâm về dòng xe 7 chỗ ngồi, đẹp từ hình thức đến tâm hồn thì đây em có Xpander rất cháy hàng. Phải, nếu mà nói về Xpander thì bên em Hương cháy hàng mất 3 tháng nay rồi. 3 tháng nay thì hôm nay em Hương mới về thêm Xpander. Xpander của em Hương đây nhá, các bác nhìn màu lâu đẹp này. Anh này con này đời bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Anh nhỉ? Con này đời bao nhiêu mới về nhỉ? Bao tiền? 59. Đây, Xpander đời 2020 giá chào bán 590 triệu. Xpander đây ạ. Các bác thấy không? Xe vừa mới về, em còn chưa cập nhật được thông tin.
Đời 2020 số tự động đẹp, có xe 7 chỗ ngồi Xpander đi. Đẹp zin luôn nhá, xin nhan trên gương. Em này với động cơ 1.5 thôi nên là mức tiêu hao nhiên liệu chỉ bằng một dòng xe Vios thôi các bạn. Dòng xe Vios thôi. Đời 2020. Xpander số tự động nước sơn màu nâu cà phê đẹp. Ở đây khách hàng nào mà quan tâm về một dòng xe 7 chỗ ngồi đẹp thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương đi ạ. 0354602790. Form dáng rất là xịn sò luôn. Em đảm bảo chiếc xe này sẽ không ở cùng với em Hương quá 24 giờ lên sóng đâu ạ. Xpander 7 chỗ ngồi màu nâu đẹp 2020 zin từng con ốc luôn. Giá chào bán 590 triệu. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi nữa đây. Chiếc xe 7 chỗ ngồi này động cơ 2.0. Dù là số sàn nhưng dòng Innova này là động cơ 2.0 nhá. Còn Xpander kia số tự động có 1.5 thôi. Innova đời 2012 một chủ sử dụng bản E xịn. Giá chào bán là 338 triệu cho chiếc xe Innova đời 2012 của em Hương này. Không taxi, không dịch vụ, không khoan đục, một chủ từ mới đây ạ. Chào chị Nguyễn Tú nhá. Chào bác Thị Nguyễn ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Innova một chủ sử dụng đời 2012 bản E xịn 338 triệu, không taxi và không khoan đục. Nói chung là về dòng Innova này khoan đục là em không làm đâu. 7 chỗ ngồi các bác chở khách đi xa như thế này, kể cả những dòng xe kia cũng không làm khoan đục rồi, nên Innova càng phải kiểm tra kỹ hơn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Em chào anh Thắng Trần này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe mẹc này. Một chiếc xe mẹc xe đắp ben bản Blue cao cấp nhất. Giá chào bán có 379 triệu thôi. Còn 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe Kia Sportage này. Biển Hà Nội một chủ từ sử dụng. Biển Hà Nội 4 số nhé. Một chủ sử dụng Kia Sportage đời 2010 nhập khẩu. Đầy đủ đồ chơi, full công nghệ, full option rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao, máy số zin 466 triệu đời 2010. Động cơ trang bị 2.0, cửa sổ trời toàn cảnh, không che một chút nào luôn, full HD luôn. Xin nhan trên gương, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này, đèn bi salon này. Em này không chỉ sở hữu là có sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính mà có luôn cả điều hòa ghế hai vùng các bác nhé. Tức là ghế có chế độ làm mát và làm nóng này. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh, đầy đủ đồ chơi rồi. 466 triệu cho chiếc xe Kia Sportage bản Limited. Tức là em này là phiên bản giới hạn nhá. Một chủ sử dụng, 5 chỗ ngồi gầm cao, màu đen, form dáng rất là đẹp luôn. Các bác mà đã từng đi xe 5 chỗ ngồi gầm cao là không muốn đi sang dòng khác đâu, cực sướng luôn. Sang bên đây thì em Hương còn với về thêm một chiếc xe Fortuner. Em sẽ quay nốt rồi đi vào trong nhá, lắng quá. Em chào anh Nguyễn Tuấn Anh này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Lắng như thế này cơ mà. Ở bên đây thì em Hương về thêm một chiếc xe Fortuner 7 chỗ ngồi số tự động, máy xăng 2 cầu số tự động mà giá chỉ có 386 triệu thôi, biển 15 Hải Phòng. Fortuner hôm trước em về một chiếc 2011 nhưng mà về phát là bay luôn. Thì hôm nay lại tiếp tục cập nhật thêm một chiếc xe Fortuner với lốp sơn màu đen đẹp, form dáng 7 chỗ ngồi. Thả tim nhiều thích chưa. Anh Nguyễn Tuấn Anh ơi, phải chia sẻ cho em Lê Hương nó cơ, để ngày mai em lại nhìn thấy anh Tuấn Anh nhé. Em chào anh Hải Trần, khách hàng nhà mình. Mỗi khách hàng chỉ cần chia sẻ cho em một nút thôi, lên trang cá nhân cũng được, lên trang hội nhóm cũng được, ngày mai em báo giá các bác lại vào ủng hộ, xem livestream cùng em Hương nói chuyện cùng em nhé. Ở đây thì em có Fortuner đây. Em chào anh Cường Móm. Anh Cường Móm ơi, chia sẻ cho em Lê Hương nào. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, giá chào bán là 386 triệu. 386 triệu có Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động đây ạ. Xe quá là chuẩn chuẩn chỉ đẹp luôn, biển Hải Phòng. Ở đây thì em mới về thêm một chiếc xe i10 nhưng mà màu đỏ nhá. Thả tim cho đẹp màn hình, em cảm ơn anh ạ. Vừa thả tim vừa chia sẻ giúp em được không ạ? Ở bên đây thì em về thêm một chiếc xe i10 đời 2015. Giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 215 triệu. i10 nhập khẩu 1.0. Biển đây ạ. Biển Sài Gòn rồi. 215
215 triệu cho chiếc xe i10, động cơ trang bị 1.0, 215 triệu đầy đủ đồ chơi rồi, cam lùi, cam hành trình có hết rồi các bác nhé. Xin nhan trên hông này, nước sơn màu đỏ đẹp, i10 màu trắng thì em hương trên dưới 10 chiếc, nhưng màu đỏ là một cái màu đặc biệt. Về cái là em bán luôn, về cái là bán luôn, màn hình giải trí đầy đủ rồi, giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. Em chào anh Thắng Mạnh này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Hôm trước thì bác nào bên YouTube hỏi em về Chevrolet Avel, thì hôm nay trên fanpage em cũng nói luôn đây nhé, chiếc này là em mới về thôi. Một siêu phẩm Chevrolet Avel đời 2018, động cơ trang bị 1.4, số sàn em Hương đang bán là 255 triệu. Chevrolet Avel nước sơn màu đen đẹp 255 triệu thôi ạ. Đây ạ, bác nào quan tâm về dòng nhà Chevrolet Avel thì em có đây. 255 triệu điều hòa mát lạnh luôn. Hàng ghế bên trong nội thất đây rất là sạch sẽ, gọn gàng, vô lăng và 4 chấu túi khí an toàn. Từng con ốc còn nguyên bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất nhé. 255 triệu đời 2018, đời khá là cao trong dòng xe cũ rồi. Chevrolet Avel 2018, động cơ trang bị 1.4, giá chào bán 255 triệu. Còn nếu mà về i10 thì em Hương được mệnh danh là bà hoàng nhà i10 rồi, rất là nhiều i10, cập nhật luôn tục những mẫu xe i10 giá rẻ cho mình, để các bác có xe đi lại hoặc đi công việc cũng rất là ok luôn. i10 đời 2015 bản nhập Ấn, động cơ trang bị 1.0. Em i10 này số tự động đẹp, biển 34 của em Hương đây ạ. Giá chào bán là 320 triệu, lên đèn bi salon rồi. Số tự động mà có đầu 3, một x bé như thế này thì rất là dễ đi, hai vợ chồng đều đi được nhá. Chào anh Phạm Thuận này, chào anh Nguyễn Hà, chào anh Đặng Tình. Anh Hà ơi, chia sẻ cho em Lê Hương nào, khách hàng nhà mình ơi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ nhé. i10 số tự động em Hương có đây, đời 2015 nhập Ấn, động cơ 1.0, giá chào bán 320 triệu. Đấy, 320 triệu xin nhan trên gương, phím bấm một chạm thông minh trên cánh cửa, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí em này thì khóa cửa rồi nên em không thể mở bên trong nội thất được. Nội thất ghế da rất là đẹp luôn. 320 triệu ạ. Trời mát mẻ nhỉ anh ơi, Hải Dương sáng nay vừa nắng vừa mưa cứ thay phiên nhau 4-5 lần rồi anh ạ. Lúc đầu live thì nắng, giờ lại hơi mát một chút rồi, lại phải cụp ô vào, không mỏi tay quá. 320 triệu cho chiếc xe i10 nhập Ấn, số tự động, biển Hải Dương của em Hương nhá. Các bác phải thấy này, dạo gần đây bên em Hương đang hot một cái dòng xe, đó là Tucson. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, cứ toàn đầu hơn 400 thôi là cứ về chiếc nào em Hương lại bán chiếc đấy này. Một chiếc Tucson, Hyundai Tucson biển Hà Nội, nước sơn màu lâu đẹp, đèn bi salon, có giải đèn nét định vị này, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao 445 triệu. À em này đâu nhỉ, em này là 455 triệu, đời 2011, số tự động, hai cầu máy xăng, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Nội thất bên trong của Tucson các bác nhìn này, ghế da màu lâu đẹp, màn hình giải trí, túi khí an toàn, điều hòa auto. Đó các bác nhìn thấy không ạ, đề lỗ thông minh này, tổ hợp phím bấm khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng, màn hình OLED 10 inch siêu lớn này, Tucson máy xăng 2 cầu, số tự động em Hương đang bán là 455 triệu cho chiếc Tucson của em Hương đây, biển Hà Nội. Bác nào mà đang quan tâm về biển Hà Nội và xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương nhé, 0354602790, em Hương sẽ tư vấn cho mình, quay cho mình những video rất là chi tiết về chiếc Tucson này. Chào anh Trần Văn Lộc, chào anh Đinh Khắc Nghiệp, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? 5 chỗ ngồi gầm cao hiện tại bây giờ đang là hot rồi, mà giá chỉ trên 400 thôi, em Hương còn có trên 300 cũng có 5 chỗ ngồi gầm cao cơ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio, Kia Rio số tự động đời 2016 bản nhập khẩu, nhập Hàn nhá, giá chào bán chỉ có 395 triệu thôi. Em này màu bạc, biển là tư nhân Hải Dương sử dụng, xin nhan trên gương. 2016 là 395 triệu, còn 2015 màu trắng thì chỉ có 379 triệu thôi. Chiếc này của em Hương là màu bạc, biển Hải Dương, giá chào bán là 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio nhập khẩu 1.4, nhập Hàn nguyên chiếc, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng ạ. Chào bác Ngọc Lệ, chào bác Tít Nga, chào bác Quang Nguyễn Văn Quang này, có con bán tải nào không? Em bán tải em nhiều anh ơi. Bán tải hiện tại em đang có sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 chiếc nhé.
Trước mắt anh là một chiếc bán tải Isuzu D-Max này. Isuzu D-Max biển Hà Nội. Cam kết luôn, các bác đừng nghĩ biển Hà Nội sẽ là đâm xô, ngập nước hay là lụt nội. Những cái dòng đấy em sẽ check hết các bác nhé. Sẽ check hết, nói không với những dòng đâm xô ngập nước rồi. Còn chiếc xe Isuzu D-Max của em Hương là máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp, giá chào bán là 535 triệu. Sản xuất vào năm 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017, cuối tháng 12/2017 rồi. 2 cầu, máy dầu, số tự động đẹp, biển Hà Nội. Nước sơn màu đỏ đẹp, đầy đủ cam lùi, cam hành trình. Và em này có lên thùng cao rồi. Bán tải em còn có BT50 này, còn có Forerunner này, còn có hai chiếc Nissan Navara nữa anh nhé. Anh Nguyễn Văn Quang Văn ơi, để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh video chi tiết nhất về những dòng xe bán tải của em Hương nhé. Rất là nhiều xe bán tải luôn. Còn có BT50 2015 máy dầu 2 cầu số tự động này. Forerunner cũng 2 cầu máy dầu số tự động hơn 400 thôi. Và Nissan Navara 1 cầu máy dầu số tự động hơn 500. Em này thì cũng là 2 cầu đấy bác này. Isuzu cũng là 2 cầu nhé. Để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Hải Anh, chào anh Hà Đồn này. Em cảm ơn anh đã để lại số điện thoại cho em nhé. Em sẽ tư vấn cho anh dòng bán tải. Bán tải em cam kết luôn là zin đẹp, một chủ sử dụng, cũng như là không đâm xô, không ngập nước. Đừng vì thấy biển Hà Nội mà các bác hoang mang nhé. Cuộc thi bơi lội vừa rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều đến dòng xe ô tô. Nhưng các bác phải tin tưởng rằng bên em là nhà đầu tư, em sẽ phải kiểm tra thật là kỹ nữa. Từng khu vực, từng miền thì bọn em mới nhập xe nhé. Ngập nước là bọn em bỏ ngay. Mang 1 tỷ đồng đi buôn xe, hai con xe về thì đã ngập nước thì bán làm sao được, đúng không ạ? Nên anh cứ yên tâm nhé. Anh Quang ơi, cùng em xem hết buổi báo giá này một chút nữa. Em sẽ quay sang bên dãy bên kia thì còn 3-4 chiếc bán tải nữa cơ. Chào anh Lê Hiệu này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe La City SE bản sedan 2 đầu. Em này với nước sơn màu đen đẹp, nhập hàn nguyên chiếc, số sàn. Em đang bán với giá là 225 triệu cho chiếc xe La City SE biển 89 này. Đèn bi salon sơn si gọi là cực kỳ sạch đẹp luôn. La City SE 2010 đầy đủ cam lùi, cam hành trình. Bộ ghế da thì em Hương cho lên một bộ ghế da gọi là chỉ dòng xe thể thao cao cấp mới có thôi. Cực kỳ xịn sò luôn nhá, nội thất bên trong quá là xịn sò. Màn hình giải trí có phím bấm nghe gọi rảnh tay trên vô lăng rồi. 225 triệu cho chiếc xe La City SE của em Hương đây ạ. La City SE 225 triệu nhập hàn nguyên chiếc, máy số thì cực ngon luôn. Còn ở đây thì em Hương còn mới về thêm này. Anh Đặng Văn Huy ơi, chia sẻ cho em nhé. Một chiếc xe Kia Morning bản SNX đời 2004. Đăng ký lăn bánh là 2007, nước sơn màu xanh cực kỳ dễ thương. Giá chào bán là 158 triệu. 158 triệu sử dụng là một chủ sử dụng. Biển Hà Nội 4 số này. Kia Morning số tự động 1.0, giá giật mình luôn. 158 triệu, chỉ với 158 triệu thôi là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Morning máy số zin, một chủ sử dụng nhé. Giá chào bán là 158 triệu, túi khí an toàn, màn hình giải trí cỡ lớn, ghế da thì cực kỳ cao cấp luôn. Kia Morning số tự động giá rẻ đây ạ. Luôn tục cập nhật những dòng xe cỏ này để các bác có thể đi lại gia đình rất là ok luôn, mà chất lượng không đùa được đâu ạ. 158 triệu có xe Kia Morning bản SNX nhé. Số tự động đẹp, nước sơn màu xanh. Ở bên ngoài nước sơn màu xanh nó đẹp lắm ạ, nó bóng mà nó xanh đẹp luôn cơ. Em chào anh Cơ Khí Hưng Linh này. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em bán chiếc CRV kia rồi. Em còn lại chiếc CRV 2009 này. 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng máy số zin, cảm biến va chạm đầy đủ rồi. Con bán tải màu đỏ giá bao nhiêu? Anh Như Quách Gia Như ở đây ạ. Bán tải màu đỏ này mang tên là Isuzu D-Max. Isuzu D-Max em Hương đang bán là 535 triệu, còn thương lượng mà lộc lá thêm cho mình. 535 triệu đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Số tự động đẹp, biển Hà Nội 2 cầu, máy dầu nhá bác nhá. Sơn zin đến bên ngoài đến hơn 90%. 95% bên ngoài là sơn zin, máy số thì zin 100%. Và em này sẽ lên thùng rồi, nên các bác về không mất tiền lên thùng nữa đâu ạ. Về là không mất tiền lên thùng nữa đâu. 535 triệu bao rút hồ sơ, cộng thương lượng lộc lá thêm nếu như mà anh quan tâm về chiếc bán tải Isuzu D-Max của em này. 4x4 tức là 2 cầu các bác ạ, 2 cầu đấy, ký hiệu đằng sau đấy nhìn thấy là biết 2 cầu rồi.
Isuzu D-Max đây, biển số đây ạ. Quay luôn cho các bác xem biển số nhá. Anh Quách Như Gia Như ơi, để lại số điện thoại cho em Hương. Một chút nữa thì em sẽ liên hệ với anh và tư vấn cũng như là gửi cho anh hình ảnh và video chi tiết nhất về chiếc xe bán tải Isuzu màu đỏ của em Hương. Chào anh Kim Nguyễn này. Chào anh Thay Trời Hành Đạo này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Isuzu D-Max đây anh nhá. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Y10 nữa đây. Y10 màu trắng đẹp biển 88 này. Chiếc Y10 này của em Hương cũng là số tự động này. Y10 số tự động biển Vĩnh Phúc nước sơn màu trắng đẹp, giá chào bán là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe Y10 của em Hương. Em này được sản xuất vào năm 2017 nhá. Y10 đời 2017 khá là cao luôn. Sơn xi sạch đẹp, không taxi và không dịch vụ. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm khẩu lệnh trên vô lăng rồi. À em này chưa có khẩu lệnh. Em này có tăng giảm âm lượng trên vô lăng thôi. Ghế da cao cấp, táp ly táp lô đẹp căng, đề lổ thông minh. 365 triệu cho chiếc xe Y10, số tự động đẹp đời 2017 của em Hương đây ạ. Toàn xe ngon bỏ rẻ, em cảm ơn Kim Nguyễn nhé, chia sẻ cho em nào. Chào anh Hoài Sơn ATC à. Chào bác Nguyễn Lê này, chào bác Hoàng Đình Thắng này. Chào anh Nghĩa Phan này, chia sẻ cho em Hương đi ạ. Rất là nhiều xe luôn. Y10 thì em nhiều lắm này. Đằng sau đây thì em còn có mấy chiếc bán tải nữa cơ. Một chiếc bán tải BT50 mới cập bến bên em Lê Hương ô tô nhé. BT50 máy dầu đời 2015, số tự động 2 cầu máy dầu. Em này thì chấm to hơn dòng D-Max rồi. Em này là bản 3.2 cho chiếc xe Isuzu. Nhưng máy dầu nó sẽ không tốn như xe xăng đâu các bác ạ. Điều đặc biệt là em này có cả tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Ghế da hai màu cao cấp, màn hình giải trí rồi. Isuzu bán tải BT50 lên thùng thấp rồi, màu xanh đẹp, giá chào bán 510 triệu thôi. 510 triệu cho chiếc xe bán tải của em Hương. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios đây ạ. Innova hiện tại em Hương chỉ còn số sàn thôi anh nhá. Innova số tự động đặt trước em cũng có nhưng mà em bán rồi, nhưng mà nó cũng chậm hơn so với dòng số sàn. Nên là đợt này em tìm Innova số tự động nó không được xuất sắc nên em chưa nhập anh nhá. Nếu như mà có thì em sẽ alo cho anh, để lại số điện thoại cho em anh nhá. Nếu như có mà con nào xuất sắc thì em sẽ alo cho, chủ động cho alo cho anh nhá. Ở đây em có Vios này. Vios bản limo nước sơn màu trắng đẹp đời 2011, giá chào bán chỉ có 210 triệu thôi ạ. 210 triệu đồng đời 2011, động cơ 1.5. Còn nếu như mà với cái cửa tiền trên 200, muốn đi xe số tự động nhập khẩu, đầy đủ đề lổ thông minh, cửa lóc phanh ABS, bản sedan đẹp, thì em Hương có CDX đời 2009 nhập khẩu này. Em này chỉ với giá là 238 triệu thôi. Nước sơn màu xanh nhìn cực kỳ cứng cáp và đẹp luôn. CDX nhập khẩu, động cơ 1.6 nhé. Số tự động đẹp, màn hình giải trí to luôn, 10 inch. Đề lổ thông minh, ghế da hai màu, sấy sưởi ghế, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. 238 triệu có CDX đi. Innova thì em chỉ còn đời 2012, số sàn là cao nhất cho đến thời điểm hiện tại thôi. Còn số tự động thì em có Xpander, anh Thắng ơi, em có Xpander nhá, 2020, số tự động đẹp. Còn 7 chỗ ngồi y thì em chỉ còn Innova số sàn thôi. Em chào anh Minh Đức này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Innova bản G đời 2007 nữa đây. Giá chào bán là 250 triệu. Số sàn 2.0 biển 19 nhá. Innova bản G. Ốp hết cả những cái phần như là gương này, tay nắm cửa này, cực kỳ sạch đẹp luôn. Không khoan đục, không dịch vụ. Đấy là chiếc xe Innova của em Hương. 250 triệu cho siêu phẩm Innova bản G này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Solata nữa đây. Hyundai Solata đời 2009 nhập khẩu, số tự động đẹp. Giá chào bán 288 triệu. Các bác thấy không? BT50 đẹp quá. Vâng anh ơi, dòng xe bán tải này phải thật sự xuất sắc thì em mới xuống tiền. Vì vốn của nó quá là to. Nếu như mà không xuất sắc thì em không làm đâu. BT50 này nếu thời điểm hiện tại bác nào mà có tầm 500 đến 510 triệu đồng mà sở hữu được, để về đi mục đích công việc, công trình, công trường, hay là các bác cơ khí này, hay đơn giản là các bác khỏe khoắn thích đi dòng bán tải gầm cao, thì sở hữu ngay cho em Hương nhé. 510 triệu đồng cho chiếc xe bán tải BT50. Máy cờ dầu 2 cầu, số tự động đẹp căng luôn. Màu xanh đẹp, zin luôn. Nhìn xe cứng cáp rất là đẹp luôn.
Bên đây thì em còn có i10 này. i10 màu bạc đời 2016 nhập khẩu 1.0. Em này i10 bản thiếu này, giá chào bán chỉ có 230 triệu thôi. Dòng xe này gọi là dòng xe quốc dân rồi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, máy số ngon, thân vỏ cứng cáp, nội thất máy móc đẹp. Giá chào bán 230 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương đây nhé. Xuống sâu vào bên đây nữa thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Một em Kia Rio số sàn. Đây, em này là số sàn nhưng mà em bán rồi. Kia Rio 2015, em này số sàn nhưng mà em bán rồi, nhiều khách hỏi quá. Em lại về thêm một chiếc xe Kia Rio số tự động đẹp, đời 2015, máy số zin đẹp, nhập khẩu, nhập Hàn nguyên chiếc. Động cơ trang bị 1.4 mà giá chào bán chỉ có 379 triệu thôi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Biển 20 nhá, biển 20A, nước sơn màu trắng đẹp. Kia Rio bản sedan 2 đầu, xin nhan trên gương đẹp, 379 triệu. Nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương 0354602790 nếu như khách hàng quan tâm nhé. Em chào anh Nguyễn Văn Cung, chào anh Nguyễn Anh Tú này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Chào anh Khánh Định này, chào anh Minh Đức này. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em, giá thì từ 75 cho đến 80 triệu thôi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc Spark đời 2009, em này chỉ tập lái thôi hoặc đi gia đình thôi, chứ nếu như mà em này mà đồ chơi công nghệ nó không có nhiều. Đơn giản là điều hòa mát lạnh thay chiếc xe máy cho mình, 93 triệu trên livestream ngày hôm nay. Chốt luôn cho bác nào về tập lái mà mới lấy bằng nhưng mà ra đường chân tay còn run rẩy, sợ va quẹt vào đâu nó xót ruột, thì em để cho mình 85 triệu có xe đi lại nhá, điều hòa mát lạnh về quê thôi ông bà, rất tốt luôn. Chào bác Nguyễn Cao Kỳ này. Bên đây thì em còn có một em Hyundai i30. Em đang có hai chiếc xe i30, một chiếc màu trắng và một chiếc màu xanh. Thì chiếc A3 i30 này form dáng hatchback đẹp, đời 2008, bản nhập Hàn. Động cơ trang bị 1.6, số tự động đẹp đây ạ. i30 mà dưới 300 triệu có xe số tự động đi. Đấy, 275 triệu có i30 zin đẹp đi các bác nhé. Sấy sưởi ghế đầy đủ, điều hòa auto, số tự động đẹp. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Và em này có luôn cả cửa trời, có luôn cả cửa sổ lóc nhá các bác nhá. Phanh ABS chống bó cứng này, form dáng hatchback nhỏ xinh nhưng không hề ngắn, không hề cụt giống như i10 hay Morning đâu ạ. Nhập Hàn 2008, 275 triệu, chưa đến 300 triệu có xe số tự động đi, lại còn có cửa lóc này. Còn đằng sau thì một chiếc xe Gentra, em này thì giá cũng rất là yêu luôn. Đời 2008, chiếc Gentra là em Hương bán là 125 triệu, biển 36, sơn xi sạch đẹp, máy số ngoặt lừ luôn. Em này thì cũng thay một chiếc xe máy cho em Hương đi, 125 triệu có xe ô tô đi. Bình thường những cái bác như là huấn luyện viên này hay giáo viên mà muốn đi một thay một chiếc xe máy là hay tìm những dòng xe này lắm ạ. Nên là em lại về thêm chiếc Gentra nữa đây, 125 triệu. Còn bên đây thì nếu như bác nào công trình công trường mà muốn đi xe máy dầu này, thì em có 3 sự lựa chọn cho các bác công trình công trường. Nếu như khu vực mình đi mà nó có đầm lầy quá hay là cao quá này, thì em có một chiếc xe Santa Fe. Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, động cơ trang bị 2.0, nhập Hàn 215 triệu trực tiếp trên livestream màu vàng cát của em Hương. Santa Fe bản Gold máy dầu 215 triệu, số tự động 7 chỗ ngồi đây ạ. Chào bác Duy Vũ, chào bác Ti Mậu. Hoặc bên đây thì em Hương còn có hai chiếc nữa đây, công trình công trường hay các bác đi vùng cao rất là ok. Cũng là máy dầu này, Isuzu biển Hà Nội một chủ sử dụng 140 triệu. Isuzu Highlander 2006 máy dầu 160 triệu. 140, 160 và 215 triệu là có xe 7 chỗ ngồi đi rồi. Hai chiếc này là số sàn, còn chiếc kia là số tự động nên là giá là 215 triệu nhé. Innova thì em còn một chiếc nữa đây. Innova một chủ sử dụng, em này là ở Hà Nội nhá, không khoan đục luôn. Đời 2007 Innova số sàn 2.0, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Giá chào bán chỉ có 240 triệu thôi, có xe Innova đi rồi. Còn i10 thì em hay làm về những cái dòng tầm tầm như 2015, 16, 17 đổ lên. Em này là chiếc duy nhất đời 2014. So với đời thì em nó sâu hơn những dòng khác nhưng giá cực mềm luôn và máy số cũng ngon. Nên là em đã quyết định nhập chiếc xe này. i10 2014 nhập khẩu số sàn động cơ 1.0, xin nhan chân hông lên bộ mâm rất là đẹp, nước sơn màu trắng đẹp. Giá chào bán chỉ có 195 triệu thôi. 195 triệu có Hyundai Grand i10 đi này.
Đấy, Grand i10 Hyundai đây ạ, 195 triệu. Còn nếu như muốn đi xe Kia Morning thì em cũng có hai chiếc xe Kia Morning số sàn luôn. Đời 2016 mà giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. Kia Morning 2016 đây, lên bộ mâm la răng dạng phay đẹp này. Còn em này thì là màu vàng zin đẹp, màu xanh zin đẹp này thì lên là cũng là la răng 5 chấu này. Siêu nhân cánh sao luôn. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu vàng, 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu xanh. 7 chỗ ngồi số tự động thì em có Grandnit nhá. Grandnit lên đèn bi salon rồi, gương kính thì auto tự động, xin nhan trên gương. 255 triệu. Bên cạnh chiếc xe Grandnit là một em Mazda 3. Em này là bản phanh tay điện tử và hai có chế độ lái nhá. Được sản xuất vào năm 2017, lên đèn bi salon rồi. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này, có cả cửa sổ cho mình. Động cơ trang bị siêu tiết kiệm 1.5 số tự động. Phanh tay điện tử này, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh luôn các bác nhé. 555 triệu cho chiếc xe Mazda 3 form dáng mới của em Hương. Em này thì siêu lướt rồi. Chào bác Lê Văn Quyết, chào bác Tim Mậu, chào bác Thùy Vũ này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ, em còn nhiều xe lắm này. Ở bên đây thì em có bán tải Ford Ranger. Ford Ranger 395 triệu máy dầu. Đời 2013 nhập khẩu, hai cầu số sàn nhé. Nếu như mà số tự động các bác sót ruột khi mà lên rừng lên núi thì em có cả số sàn đây. Số sàn này là 395 triệu đời 2013 nhập khẩu ạ. Động cơ trang bị chỉ có 2.2 thôi. Đời 2013 395 triệu, xe đẹp quá. Nhiều xe bán tải đẹp quá, cảm ơn nhé. Bán tải em còn có Isuzu D-Max và Nissan Navara nữa cơ anh ạ. Em chào anh Đinh Đạt này. Ở đây thì em mới về một chiếc xe Eco Sport, em này màu trắng đẹp. Chiếc Eco này là đời 2014, số tự động đẹp này. Bản Titanium cao cấp nhất, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, đời 2014. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, xin nhan trên gương và hệ thống hai phanh ABS này. Em đang mở luôn cả khoang động cơ thì em quay luôn này. Bên trong này các bác này, máy số thì cực ngon luôn. Mà giá cũng rất là yêu luôn. Em này chỉ với giá là 395 triệu thôi, đời 2014. Số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao màu trắng đẹp, chưa đến 400 triệu đã sở hữu 5 chỗ ngồi gầm cao rồi. Chào anh Nguyễn Học này, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Bán tải thì em Hương có xám này, có xanh này, có đỏ này. Và đây là một chiếc bán tải màu trắng này, biển Hà Nội, một chiếc xe Nissan Navara. Một chiếc xe Nissan Navara đời 2017, em này là một cầu số tự động. Động cơ trang bị là 2.5. Giá chào bán là 535 triệu và đã lên thùng thấp rồi nhá. Lên thùng thấp rồi, bình thường xe mà không lên thùng giá vẫn như vậy. Nhưng bác nào mà mua được xe mà em đã làm thùng rồi thì lãi thêm vào cái thùng, nếu như chưa có thùng về mất phải 18 đến 20 triệu mới lên được thùng cơ. 535 triệu đời 2017 cho chiếc xe Nissan Navara của em Hương đây ạ, màu trắng đẹp, không đâm xô và không ngập nước. Bên đây thì em có một cặp Vios này, Vios Limo 2010 206 triệu. Vios bản E xịn 208 triệu, đồng giá luôn trên livestream. Em Vios biển 36 này bản E xịn 200 triệu tròn. Em Vios này biển Limo bản Limo biển 99 cũng 200 triệu tròn. Nếu như quan tâm về dòng xe Vios đời 2009 và 2010 thì cứ liên hệ cho em Lê Hương đi ạ, 0354602790 để em Lê Hương tư vấn này. Chào anh Đình Biên này, Eco số sàn mà 345 triệu hôm trước đây thì em đã bán rồi nhưng em sẽ bỏ qua này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi số sàn, form dáng rất là cao rộng luôn, đèn bi salon, xin nhan trên gương. Captiva đời 2007, giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. 7 chỗ ngồi số sàn, màn hình giải trí, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ cho em rồi. Captiva đây ạ. Hôm nay em Hương còn về thêm hai siêu phẩm Accent nữa cơ, nhưng mà đang cho bên xong bên xưởng để dọn dẹp một chút cho sạch sẽ rồi. Captiva 2007 215 triệu. Thôi không ăn. Thôi không ăn. Bên đây thì em còn có một chiếc Tucson này. Chiếc Tucson này là biển 34 nhá, màu xanh đẹp. Em hiện có hai chiếc. Một chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao màu nâu
một chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao trước mắt khách hàng nhà mình đây là màu xanh này. Biển 34, Tucson đời 2011 nhập khẩu 2 cầu số tự động. Máy xăng em đang bán là 455 triệu. Xin nhan kết hợp chân gương lên đèn bi salon rồi. Tucson 2011 nhá, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa rồi. Màn hình giải trí đầy đủ cho em Hương luôn, đề lổ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Có Tucson đi các bác này, có Tucson đi. 5 chỗ ngồi gầm cao, rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Còn nếu mà về Kia Morning thì em có một chiếc xe Kia Morning Full Đồ đời 2011, giá chào bán chỉ có 128 triệu thôi. Hay một chiếc xe máy nhưng mà máy số ngon, điều hòa để mát lạnh luôn. Morning Full Đồ 128 triệu. Còn bác nào đang quan tâm về Vios của em Hương ạ? Vios của em Hương đây, bản E xịn đời 2015 số sàn, động cơ trang bị 1.5. Em này thì màu vàng cát nhá, một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Phanh ABS chống bó cứng này. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 4-5 lít thôi. 4-5 lít, còn nếu như trong đô thị tầm 6-7 lít thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Vios bản E xịn đời 2015, giá chào bán là 350 triệu. Cho chiếc xe Vios màu vàng cát biển 98 này, hệ thống các bác nhìn này, xi nhan trên gương. Đây là một chiếc xe cổ bộ các bác nhé, xe cực kỳ xịn sò luôn. Xe cực kỳ xịn sò luôn các bác ạ. Mua được chiếc xe này thì các bác không bao giờ hối hận này. 350 triệu đời 2015, động cơ 1.5 cho chiếc xe Vios của em Hương. Còn nếu bên đây thì còn có một chiếc xe Vios nữa đây, nhưng đời sâu hơn một chút nhé. Vios đời 2009 186 triệu. 185 triệu thôi ạ. Có Vios đi rồi 2009 này. Chào bà chủ, nhiều xe đẹp quá. Mỗi em cảm ơn anh Nguyễn Học nhé. Quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Xuống live stream em sẽ kết nối Zalo tư vấn cho mình nhé. Bên đây thì em có một chiếc xe La City SE này. Chị Hà Nhung ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm nhé. Chào anh Hùng Thượng này. La City SE đời 2009 nhập khẩu này, màu đỏ đẹp, biển 34, tư nhân sử dụng. Giá chào bán là 218 triệu. La City SE 218 triệu. Màn hình giải trí cam 360 đầy đủ hết rồi. Màu đỏ rất là xịn sò luôn. i10 đời 2017 bản 1.2 đây. Em này là bản đủ i10 2017 đây. Giá chào bán 285 triệu. 285 triệu có i10. Vậy là bản đủ hay bản thiếu em Hương đều rất là nhiều. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe nữa đây. Kia Rio đời 2012 nhập Hàn nguyên chiếc số tự động. Chiếc xe Kia Rio zin đẹp này, nhập Hàn nguyên chiếc biển Hà Nội, lên đèn bi salon và giải đèn nét rồi. Phanh ABS, xin nhan chân gương 340 triệu. Form dáng hatchback cực xinh luôn. Cửa lóc đầy đủ cho em. Kia Rio đây ạ, 340 triệu thôi. Đằng sau và bên cạnh chiếc Kia Rio thì em còn có chiếc xe Hyundai Accent. Accent em Hương về rất là nhiều. Đây là chiếc Accent đời 2015 số tự động bản nhập khẩu. Bản này có cửa lóc nhé. Bản này là Accent bản Blue cao cấp đây ạ. Động cơ trang bị 1.4. Có anh Thắng nhé, năm cổ là như nào? Anh ơi, anh Hà, anh Vũ Văn Hà ơi, là như nào em chưa hiểu ạ. Accent đây, đời 2015 nhập khẩu 1.4, 383 triệu. Accent màu trắng đẹp, màu trắng có, màu đen cũng có luôn nhé. 383 triệu màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng và có cửa lóc đầy đủ rồi. Có Hyundai Accent đi. Còn nhiều xe quá các bác ạ, nói mãi không hết về xe. Nên là chia sẻ cho em Hương lấy động lực nói nè. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Rio. Em này cũng là nhập Hàn đây. Số tự động đẹp, biển 23, form dáng cực xinh luôn. 379 triệu, động cơ 1.4. 2015 nhập khẩu, số tự động cam lùi, cam hành trình. Màn hình giải trí này, gương kính auto rồi. 379 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương còn có EcoSport đời 2016 biển Hà Nội này. Em này gầm cao 1.5, giá là 425 triệu. Hyundai Accent biển 98, em này màu đen đẹp, form dáng xinh luôn, nhưng em này là số sàn nhé. Số tự động em Hương rất là nhiều nhưng số sàn có một chiếc duy nhất thôi. Hyundai Accent số sàn order chuẩn là 5 vạn. Đời 2018 giá chào bán 416 triệu. Em số sàn này có hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có cả khẩu lệnh rồi. Số sàn zin đẹp, hai cái cổng sạc 12V, màn hình giải trí được. Sơn si sạch đẹp, xi nhan trên gương, form dáng của Accent không đùa được đâu ạ.
Accent đời 2018 giá chào bán là bao nhiêu? 416 triệu. Đúng rồi ạ, 416 triệu hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho mình. Nhiều xe quá các bác ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. À đây là Kia Morning rồi. Kia Morning em Hương phun đồ luôn. Hôm trước bác nào hỏi về Kia Morning. Em chào anh Sơn Xìn này. Kia Morning đời 2016 với lớp sơn màu đỏ đẹp, giá chào bán 218 triệu. Đời 2016 động cơ trang bị 1.2 và số sàn nhé. 218 triệu bên ngoài lớp sơn màu đỏ đẹp. Bên trong ghế da cũng kết hợp đèn đỏ rất là đẹp luôn. Mua cho vợ đi quá là ok. Số sàn màn hình giải trí đầy đủ rồi. Kia Morning 218 triệu đây ạ. Bán tải đây. Xe ghét số tự động nhập Hàn giá rẻ đây, biển 37, máy số cực êm mà giá chỉ có 188 triệu thôi. Mazda 3 số tự động 2009 nhập khẩu 285 triệu. Corona Antis nồi đồng cối đá này, biển 34, tư nhân sử dụng 2010, số tự động đẹp 395 triệu. Bên đây thì còn có một chiếc Mazda 3 nữa nhé. Mazda 3 form dáng mặt chú hề cười đây, 310 triệu đời 2009. Mazda 3 số tự động đẹp 310 triệu đồng. Đời 2009 động cơ 1.6 ạ. Em chào anh Hứa Cường, chào anh Quốc Tịch nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương ạ. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương. Đây rồi em nghỉ đi ăn cơm đây ạ. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm em. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá cũng như là quay hết gần như là hết 90% xe trên bãi rồi, trên xe đua của em Hương rồi, còn hơn còn rất là nhiều xe. Nhưng mà em xin phép được nghỉ báo giá ở đây. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá cũng như là quay rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Chào anh Hùng La này. Những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào bên em thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình. Và 11:30 các ngày trong tuần thì em Hương sẽ lại lên sóng và báo giá những dòng xe đang được chào bán bên em. Còn bây giờ thì các bác để ý điện thoại nhé. Em sẽ xuống và kết nối Zalo để tư vấn cho khách hàng nhà mình đã để lại số điện thoại của em Hương ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng ạ.